Đây là một trường hợp ca lâm sàng rất là hay, cùng chia sẻ với quý bệnh nhân cũng như là người theo dõi cái fanpage của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Bệnh nhân nữ sinh năm 1961, vào viện vì lý do là cái khuyết hỏng ở cái phần môi dưới, khiến bệnh nhân là khi nhai cơm hoặc là ăn là nó rơi cơm, hoặc là nó khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề thẩm mỹ. Trước Tết thì tôi có đi làm, sau khi về thì xuống xe bị trắng mặt xuống xe, sau đó bổ dọc mặt xuống đất. Thì mắt thì trước đây cũng đã đau rồi, sau đó lại đau thêm nữa, còn môi thì nó rách ra. Vô bệnh viện thì bác sĩ cũng là trước hết phải chữa mắt trước, môi vá sau cũng được. Bệnh nhân có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Trước khi vào viện 2 tháng thì tiền sử bệnh nhân là mù hai mắt. Thì trong hoạt động đi lại thì bệnh nhân ngã từ xe buýt xuống và bản thân bệnh nhân cũng không nhìn thấy. Chính vì thế là người ta cũng không thấy được đường và cũng không thấy được vết thương. Cho nên là cái xử lý ban đầu là bệnh nhân không được xử lý và cũng không được quan tâm. Và sau đó là người nhà họ mới phát hiện ra và liên hệ với bệnh viện qua fanpage và gửi hình ảnh cho tôi. Thì mới biết đây là một cái trường hợp khuyết hỏng môi rất là nghiêm trọng. Nó thiếu 3 phần, một phần là niêm mạc cái phần môi, một phần của cái da môi và một cái phần của da ở phần dưới môi. Thì đây là một cái khuyết hỏng mà nó chiếm hơn 1/2 của môi. Chính vì vấn đề đó cho nên là đề ra làm cái phẫu thuật tạo hình rất là phức tạp. Làm sao để ta có thể là mang lại cái thẩm mỹ cho người bệnh, đồng thời là còn bệnh nhân có những chức năng khi ăn nhai và nó kín được cái miệng. Khi khoa cùng với khoa gây mê hội chẩn để tiến hành một ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ thì bệnh nhân đã có một kết quả hết sức là tốt đẹp. Trước khi chưa mổ thì vùng môi tôi không ăn không uống được xấu lắm. Sau khi mổ thì bác sĩ Hưng đã mổ và đã trả lại cho tôi vào môi gần giống ngày xưa. Tôi thấy rất đẹp, rất tốt ạ. Thì hiện nay thì bệnh nhân rất là hài lòng với cái hình ảnh của mình. Khi một cái nữa là bệnh nhân có một cái hoàn cảnh đặc biệt, đó là bệnh nhân bị mù. Hiện nay thì một mắt thì họ mù hoàn toàn và bệnh nhân đã mổ một mắt thì hiện nay thị lực phục hồi là 4/10, thì cũng giúp cho họ nhìn thấy cái diện mạo trước và sau mổ và bệnh nhân rất là hài lòng. Sau khi vào đây thì tôi thấy ở đây từ nhân viên cho đến bác sĩ ai cũng tốt cả, họ nhiệt tình lắm, họ giúp đỡ cho bạn, dắt tôi đi từng tổ từng nơi khám bệnh. Bác sĩ Sương thì hỏi thăm đủ thứ, ra lệnh hoàn cảnh rồi bác giúp đỡ, bác ngủ, bác hỏi thăm sức khỏe bác tốt lắm. Và nói chung bác sĩ ở đây nhân viên ai cũng tốt cả, họ nhiệt tình lắm.